Vâng, xin chào quý vị và các bạn ạ. Em tên là Thanh nhá, đại diện bán hàng máy xúc lật Liman. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, được bàn giao cái máy xúc lật để cho người anh đồng hương của em làm mở xưởng nhà máy gạch bê tông. Đây là model nhãn hiệu ZL96, cầu 0,9 tấc, sản xuất 2021, phiên bản 2021 nhé, phiên bản hoàn toàn mới nhé. Đấy. Dây chuyền gạch không lung thì của anh đang được hoàn thiện. Rồi, em sẽ giới thiệu rồi nha, xem. Đấy. Không có ai ngồi trên cabin. Đây là anh chủ của nhà máy gạch Tông. Xem trực tiếp cận cảnh. Em tên là Thanh nhé, quý anh có nhu cầu đầu tư một chiếc máy nhãn hiệu Liman, xin liên hệ theo số thoại 0981345595. Em phục vụ 24/7 luôn, cả ngày lẫn đêm. Đó, em xem. Từ bước giao xe, lúc nào cũng phải là chuẩn chỉnh, chỉn chu và chuyên nghiệp. Đó, các bạn xem như hạ xuống, không cần phải có một người nào điều chỉnh cả. Đó, chiếc xe nó được chỉnh xuống. Đó, các bạn xem, ở đây có một chiếc lưu lưu công, anh rất thành của Trung Quốc, chiếc lưu lưu công làm rất thuận lợi. Rồi, em xin giới thiệu cho quý hàng xem xưởng gạch bê tông của anh. Silo này là 60 mét khối một giờ nhé quý anh nhá. Đá làm gạch đấy ạ.